Ông chủ U60 vào khách sạn với ba cô gái nhưng mất liên lạc, người nhà sốc nặng khi ập vào. Người đàn ông được cho là đã hẹn ba cô gái mới quen qua mạng xã hội cùng vào khách sạn. Mới đây, cảnh sát Argentina cho biết một người đàn ông 60 tuổi được tìm thấy đã tử vong trên giường tại một khách sạn ở thành phố Gregorio de la Feria, thuộc tỉnh Buenos Aires của Argentina. Được biết, nạn nhân là ông Daniel Alfredo Rustiken, một cựu chiến binh 60 tuổi. Ông Daniel được cho là đã hẹn ba cô gái mới quen qua mạng cùng vào khách sạn. Theo thông tin ban đầu, vào đêm trước khi xảy ra sự việc, ông Daniel có gửi cho một người bạn giấu tên một đoạn ghi âm với nội dung nói rằng đang đi cùng với ba người phụ nữ mà ông mới quen qua ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, sau đó bạn bè và người thân không thể liên lạc với ông Daniel được nữa. Lo lắng có điều bất thường, họ tìm đến khách sạn thì được biết, ông Daniel đã thuê phòng cùng với ba người phụ nữ. Khi mở cửa bước vào, tất cả đều sốc nặng trước cảnh tượng bên trong. Ông Daniel đã tử vong trên giường trong tư thế tay chân bị trói chặt. Ngay lập tức cảnh sát đã tiếp nhận hiện trường, điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, giới chức cho biết nguyên nhân cái chết của người đàn ông 60 tuổi là do đau tim, lên cơn đột quỵ. Song, cảnh sát vẫn xác định đây là một vụ án hình sự khi phát hiện tài sản trên người cùng chiếc xe bán tải của ông Daniel đã biến mất. Sau đó, cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại gần nhà ông. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy dấu vân tay trên xe để điều tra. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một con dao ở ghế sau xe. Cuộc điều tra đang được giám sát bởi công tố viên Karina Licanzi từ La Matanza. Vị công tố viên cho rằng cũng không loại trừ khả năng một trò chơi tình dục đã diễn ra trong phòng khách sạn trước khi nạn nhân bị cướp. Hiện, các nhà chức trách vẫn đang chờ kết quả của một báo cáo độc tính để xác định liệu người đàn ông có tiêu thụ chất kích thích hay không. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Cảnh sát gấp rút truy tìm danh tính ba cô gái đi cùng ông Daniel vào khách sạn. Trong khi đó, con gái của Daniel đã cùng những người thân khác trong gia đình kêu gọi sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh về việc tìm danh tính của ba người phụ nữ này.